Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Hằng. Hôm nay mình muốn review cho các bạn một sản phẩm mà mình thấy là vô cùng hữu ích cho các hộ gia đình cũng như là tại quầy pha chế của các quán cà phê. Đó chính là máy ép chậm Hurum HU19GSM. Máy Hurum HU19GSM có kích thước cao 400mm, rộng 160mm và dài 230mm. Máy chạy dòng điện 220V cho công suất 150W, tốc độ quay 43 vòng trên phút, cân nặng là 5,3kg, khá là chắc chắn. Máy có vỏ ngoài màu vàng ánh kim sang trọng, các linh kiện màu đen hài hòa bắt mắt, rất nổi bật nếu đặt trên bếp hay quầy pha chế của bạn. Bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người làm một cốc nước ép táo. Với máy này thì một cốc nước ép táo sẽ rất là ngon, bởi vì nó vẫn giữ nguyên được chất xơ cũng như là chất dinh dưỡng của một quả táo mọi người ạ. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về các bộ phận của máy. Mình đã tháo sẵn ra ở đây rồi. Đây chính là thân máy, khá là nặng và rất là chắc chắn cũng như là bền bỉ. Về động cơ thì rất là khỏe mọi người ạ. Còn đây là lưới lọc, và đây chính là cái giá đỡ lưới lọc, cố định lưới lọc mọi người ạ. Đây là phần trên của máy. Chỗ này là chỗ để cho táo vào, này ép xuống. Đây chính là cối ép mọi người ạ. Cái này là để mình đựng nước vào trong này. Khi mà ép máy xong ấy thì nước sẽ ra đây, và bã thì sẽ sang bên này nhé mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp máy nhé mọi người nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lắp lưới này vào cố định lưới mọi người ạ. Tiếp theo là đến cối ép nhé. Đây, mình sẽ cái này là cái để đựng nước, mình sẽ để ở đây mọi người ạ. Còn nghe đựng bã, mình sẽ để bên này. Đó, mình thấy là tháo lắp rất là đơn giản. Máy ép chậm hoạt động trên cơ chế là ép hoa quả vào thành, giống như là cối xay đậu nành ở nhà ấy mọi người ạ. Vẫn giữ lại được chất xơ và chất dinh dưỡng cần thiết của hoa quả. Còn với những máy ép ngày xưa, máy ép cũ thì nó gần như là hoạt động với cơ chế là xay nhuyễn và xay rất là nhanh, dùng lực ly tâm để tách nước ra khỏi bã, giống như là máy giặt và ép khô ấy mọi người ạ. Mất hoàn toàn chất dinh dưỡng của hoa quả. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện cho táo vào trong máy ép mọi người ạ. Ép rất là nhẹ nhàng mọi người ạ. Đây là cổng để ra bã và đây là cổng để ra nước. Vậy là mình đã ép xong một cốc nước ép táo rồi mọi người ạ. Đây là bã, rất là kiệt. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cốc và đổ ra để thưởng thức cốc nước ép táo này nhé. Nhìn màu rất là đẹp mắt mọi người ạ. Rất là ngon mọi người ạ. Nếu như mỗi ngày chúng ta uống một cốc nước ép táo thì sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa cũng như là giúp cho da khỏe mạnh hơn. Bây giờ ấy thì mình đã kết thúc video rồi, và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Những ai quan tâm đến sản phẩm máy ép chậm Hurum HU19GSM có thể truy cập vào fanpage hoặc website của AutoShop để cùng theo dõi và nhận những ưu đãi vô cùng lớn đến từ AutoShop nhé.